Hippy từ đâu đến? Vạn Phật Thành ngày 17 tháng 9 năm 1983. Những hành vi không tốt của những người hippie từ đâu mà phát sinh ra? Nói tóm tắt thì từ nơi pháp lệnh của đất nước, của quốc gia mà phát sinh ra. Bởi vì theo phong khí hiện tại, cha mẹ không thể nghiêm mình quản giáo con cái, thầy giáo cũng không thể trừng phạt học sinh vì sợ mang tiếng là ngược đãi con em, do đó đành để cho con em tự do phát triển. Các vị thử quan sát xem, bởi tự do phát triển nên tạo ra đầy rẫy cả hippie, kẻ đồng tính luyến ái và những thiếu niên bất lương, du đãng. Chúng giết người, đốt nhà, cướp đoạt, làm đủ chuyện điên đảo. Tất cả những hiện tượng đó đều do quan niệm tự do phát triển tạo thành. Trai gái hết sức lăng loạn, cùng sống lõa lồ, ca hát nhảy múa, uống rượu, hút ma túy, tạo thành một thế giới điên cuồng, thương phong bại tục. Do đó, địa ngục trụ đồng, giường lửa là nơi họ sẽ rơi vào mà thọ khổ sau khi chết. Nếu ở Vạn Phật Thành mà không chân chính tu hành, lại để cho cảnh giới bên ngoài lay chuyển, thì tôi thật đau lòng đến cực điểm. Nhìn những người đó mà tôi rơi lệ. Tôi dạy các vị phương cách để trở nên bậc hiền nhân quân tử, nhưng nếu các vị cam lòng đọa lạc, chạy theo trào lưu tự do phát triển, thì quả thật các vị đã bị tư tưởng của bọn hippie này thâm nhiễm quá sâu rồi. Mong sao các vị từ nay về sau sẽ hết lòng hoán cải lỗi lầm, trở thành con người mới. Ha ha ha, 闻声莫低声。